Bốn việc người khôn ngoan không bao giờ làm để tránh thiệt thân. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cuộc Đời Giá Trị. Quý vị thân mến, những phiền nhiễu rắc rối trong đời người phần lớn đều xuất phát từ những mối tơ vò trong tâm. Khi chúng ta không bị những sự vật, sự việc bên ngoài làm phiền, tâm đơn giản rồi, thế giới tự nhiên cũng trở nên thanh tịnh. Có những việc nếu không làm, bạn sẽ tránh được rất nhiều rắc rối, và đó là lựa chọn của những người thật sự khôn ngoan sáng suốt. Phàm là những người khôn ngoan, trong cuộc đời, họ hầu như không bao giờ làm bốn việc sau đây để tránh thiệt thân. Mời quý vị cùng theo dõi và suy ngẫm. 1. Không tranh cãi với những kẻ cặn bã. Có người nói khi ai đó chế nhạo bạn, bạn ngay lập tức nổi giận cãi lại họ. Khi ai đó coi thường bạn một cách vô lý, bạn ngay lập tức khinh thường lại người đó. Ai đó khoe mẽ trước mặt bạn, bạn ngay lập tức chứng tỏ rằng bạn lợi hại hơn. Hãy nhìn xem, những người bạn ghét đã dễ dàng biến bạn thành người mà bạn ghét nhất rồi. Nếu bạn quá để tâm đến những kẻ tiểu nhân, bạn cũng sẽ bị vấy bẩn bởi những điều xấu xa và từ từ biến bạn thành thứ bạn ghét. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. Có câu kẻ thức thời mới là chân quân tử. Họ hiểu rằng sống tốt cuộc sống của chính mình mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nếu chỉ vì nóng giận nhất thời mà lại đi dây dưa với tiểu nhân, lao tâm lao lực vào những thứ vô ích như vậy, thì bạn chỉ lãng phí thời gian, thậm chí tự rước họa vào thân mà thôi. Thà cãi một trận với người có học còn hơn nói với một kẻ đầu tôm. Gặp kẻ tiểu nhân thì nên tránh xa, nhẫn nhịn không phải là hèn nhát mà là tránh chuốc họa vào thân. Rồng thì không đánh với rắn, sư tử thì không giành thức ăn với chó điệt. Định luật về những kẻ cặn bã nổi tiếng của Trung Quốc nói rằng, khi người bình thường gặp phải những kẻ cặn bã, chớ dùng đạo lý để thuyết phục, hay dùng những cách bình thường để ứng xử với họ. Thay vào đó, cách tốt nhất chính là tránh họ thật xa. Bởi trong những tình huống không may chạm trán với những người như vậy, nếu dùng vũ lực, bạn sẽ bất lợi, cũng chẳng hay ho gì. Mà nói đạo lý thì những người đó cũng chẳng để vào tai. Thay vì tranh cãi với họ, chỉ bằng cứ giả như mình ngốc nghếch rồi tránh xa. Đó mới là cách ứng xử thông minh nhất, không lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Thật ra có những thời điểm chúng ta giả câm giả điếc lại là việc hay tranh cãi với người khác, không đáng để hao tâm tổn sức, sẽ chỉ khiến cảm xúc của chúng ta tệ đi mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. 2. Không quá để ý đến ánh mắt của người khác. Một trong những tự do lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là không để ý đến đánh giá của người khác đối với mình. Có những lúc chúng ta cần phải bước ra khỏi nhóm người đang ồn ào náo nhiệt kia, hít thở không khí trong lành và tự nhắc mình. Mình là ai? Mình muốn trở thành người như thế nào? Chỉ cần chúng ta bắt tay vào làm mọi việc, thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Đừng để những việc vặt vãnh không liên quan cản trở lối tư duy của chính mình. Bắt đầu từ hôm nay, đừng để ý đến ánh mắt của người khác nữa. Sống trên đời chỉ có một lần. Hãy tận dụng thời gian và sức lực của mình để theo đuổi những gì mình muốn. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan của tất cả những người thông minh. Trước tiên, hãy sống vì mình. 3. Không từ bỏ lương thiện. Có câu chuyện như sau. Có một đoàn khảo cổ đi vào sa mạc để tìm các văn vật. Đó là một sa mạc tử thần. Không biết bao nhiêu người đã từng đi vào mà không trở ra. Trên đường đi, họ thấy rất nhiều xương trắng trên cát. Người đội trưởng bất chấp phản đối của những người đồng nghiệp, cố chấp lập bia mộ cho tất cả số xương mà mình nhìn thấy trên đường đi. Về sau, trên đường rút khỏi sa mạc, đoàn của họ gặp phải một trận bão cát, trời đất mù mịt khiến họ mất phương hướng giữa sa mạc bao la. Thật may những bia mộ do người đội trưởng lập lên lúc trước đã trở thành những biển chỉ đường hữu ích, giúp họ ra khỏi sa mạc. Vậy lương thiện đó chính là những tấm biển chỉ đường của nhân sinh. Chỉ cần chúng ta có lương thiện,
trời xanh sẽ tự an bài. Sống trên đời, chỉ có lương thiện mới thật sự khiến cuộc sống của con người chúng ta trở nên nhẹ nhõm, bình thản. Vì vậy, cho dù làm gì đi nữa, mỗi người đều nên nhớ không được từ bỏ sự lương thiện trong mỗi trái tim, khối óc. 4. Không cố gắng để thay đổi người khác. Mỗi người đều có một thói quen nhỏ trong cuộc sống. Những thói quen này không ảnh hưởng đến người khác, mà với bản thân mỗi người, nó sẽ mang đến những niềm vui nho nhỏ. Trên mạng có một câu hỏi như thế này. Có đạo lý nào mà bạn thấy mình hiểu ra quá muộn hay không? Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt yêu thích rằng không phải việc của tôi và không phải việc của bạn. Có thể giải quyết 80% những rắc rối trong cuộc sống. Nghe thì có vẻ hơi trần trụi, nhưng nó nói lên một đạo lý. Không bàn tán, không tọc mạch, không hùa theo người lười. Biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình không nên làm, mới có thể đạt được sự thanh thản trong tâm hồn. Sự thanh thản trong các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Chính bởi vậy, đừng mong muốn hay cố gắng thay đổi người khác theo ý mình, kẻo không đạt được mục đích, bạn lại trở nên thất vọng, thậm chí là giận dữ. Mỗi người là một cá thể đặc biệt, tôn trọng thói quen của người khác, duy trì thói quen của bản thân. Như vậy, mọi người mới có thể cùng chung sống vui vẻ, hài hòa với nhau. Quan điểm khác biệt, cách làm khác biệt, cách sống tất nhiên sẽ khác biệt. Vì vậy, đừng mong thay đổi người khác trước tiên, hãy cứ làm tốt chính mình. Cách nhanh nhất để khiến một người thay đổi cách cư xử đối với mình, đó là thay đổi cách mình đối xử với họ. Có thể thấy việc giữ mồm giữ miệng quan trọng như thế nào. Nhưng cuộc đời lại luôn có những kẻ thích buôn chuyện, thích bàn tán sau lưng người khác. Những mối quan hệ khác nhau trong cuộc sống đều quan trọng với chúng ta. Dù gần gũi hay không, chúng cũng luôn cần thiết cho mỗi người. Khó ai có thể sống ở đời mà không cần sự giúp đỡ từ mọi người. Bất cứ mối quan hệ nào cũng đều có hai chiều, có đi sẽ có nhận lại. Do vậy, việc giữ gìn và phát triển những mối quan hệ là điều rất cần thiết. Thật ra, quan hệ giữa người với người không quá khó để gìn giữ. Nếu không muốn người khác đối xử với mình như thế nào, thì trước tiên bạn đừng làm điều gì đó với họ. Khi bạn đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, thì bạn cũng sẽ nhận về tấm lòng từ họ. Ở đời không ai là hoàn hảo, mà đều có khuyết điểm. Nếu cứ nhìn vào khuyết điểm của người khác, thì chắc chắn rằng mối quan hệ của bạn không thể tiến triển hơn được. Ngược lại, hãy học cách cảm thông và thấy được ưu điểm của người khác. Có như vậy, bạn mới hiểu được đối phương và có thể giữ gìn mối quan hệ này tốt đẹp. Một cành hoa không làm nên mùa xuân, chậm hoa đua nở mang xuân về khắp vườn. Chỉ những người biết cách hòa đồng với mọi người mới có thể quản lý tốt mối quan hệ của mình. Biết nhìn vào điểm mạnh của mình, của người khác, bạn rõ ràng có tố chất của một nhà lãnh đạo. Khi đối phương gặp khó khăn, việc bạn mở rộng vòng tay giúp đỡ, dù là việc nhỏ, cũng đòi hỏi nỗ lực và cố gắng của bạn. Do vậy, sự giúp đỡ nào cũng đều đáng quý. Bạn đừng ngại ngùng suy nghĩ rằng việc mình giúp quá nhỏ bé. Một người bình thường, bạn giúp đỡ họ, có thể họ sẽ không nhớ đến bạn, không nhớ đến việc bạn đã làm đâu. Nhưng khi bạn giúp người đang gặp khó khăn, họ sẽ nhớ đến bạn trong suốt cả quãng đời còn lại. Không chỉ vậy, khi bạn gặp khó khăn, người khác cũng không ngại đưa tay ra giúp đỡ, để bạn có thể vượt qua được nghịch cảnh. Con đường bạn đi cũng ngày càng rộng mở hơn. Những việc thường gặp trong cuộc sống như ốm đau nằm viện, đám cưới, thiên tai, với sự giúp đỡ của bạn, hay thậm chí chỉ là một tin nhắn hỏi thăm, cũng có thể giúp họ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Điều này còn giúp rút ngắn khoảng cách của cả hai nữa.